Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, sau khi tăng vọt lên 28.500 đô la vào đầu tuần, Bitcoin đã điều chỉnh nhẹ và hiện tại được giao dịch ở mức 27.500 đô la. Thứ sáu ngày hôm nay là ngày hết hạn quyền chọn Bitcoin lớn và tổng lãi mở bao gồm cả quyền chọn Ethereum là 730 triệu đô la. Thị trường crypto đã giảm trở lại trong tuần này và tiếp tục tình trạng trì trệ. Vào ngày 6 tháng 10, khoảng 14.000 hợp đồng quyền chọn Bitcoin sẽ hết hạn với giá trị danh nghĩa khoảng 400 triệu đô la. Sự kiện hết hạn quyền chọn hôm nay không lớn bằng sự kiện tuần trước, thời điểm cuối tháng và cuối quý. Điểm thu lộ tối đa đối với loạt quyền chọn Bitcoin hôm nay là 27.000 đô la, thấp hơn khoảng 700 đô la so với giá giao ngay hiện tại của tài sản. Mức giá có nhiều hợp đồng mở nhất được gọi là mức thua lỗ tối đa. Đây cũng là mức xảy ra tổn thất nhiều nhất khi hết hạn hợp đồng. Tỷ lệ put trên call cho các quyền chọn hôm nay là 0,89, có nghĩa là người mua và người bán khá ngang nhau. Chris Lai lưu ý rằng, Bitcoin đã thúc đẩy xuống tăng trong tuần, nhưng biến động vẫn ở mức thấp. Hoạt động nghỉ lễ đã dẫn đến khối lượng giao dịch thấp hơn theo giờ châu Á. Tháng 10 và quý 4 đều có xuống tăng trong những năm trước. Họ cho biết tỷ lệ bị thiệt bán vẫn ở mức cao, và với tình trạng thanh khoản tiếp tục xấu đi trong thời gian gần đây, biến động lớn có thể sẽ xuất hiện trong tháng này. Bên cạnh đó, khoảng 200.000 hợp đồng quyền chọn Ethereum cũng sẽ hết hạn vào ngày 6 tháng 10. Chúng có giá trị danh nghĩa là 330 triệu đô la, nâng tổng giá trị của cả hai lên 730 triệu đô. Các hợp đồng Ethereum có tỷ lệ put trên call là 0,87, rất giống với tỷ lệ vài sinh Bitcoin. Sự kiện hết hạn quyền chọn trong tuần này khó có thể tác động đến thị trường giao ngay, vốn đang sụt giảm trở lại. Thông tin tiếp theo, Ripple đẩy 107 triệu XRP lên các sàn giao dịch. Theo Webalert, các ví ẩn danh đã chuyển một lượng lớn XRP sang hai sàn giao dịch phổ biến, mỗi lần chuyển lên tới 30 triệu XRP. Cả hai nền tảng này đều liên quan đến Ripple. Những ví ẩn danh này được kết nối với gã khổng lồ blockchain Ripple. Webalert đã phát hiện ra các khoản chuyển này sau khi được chuyển sang sàn giao dịch Mexico và Bitso vào ngày 4 và 5 tháng 10, lần lượt 20.400.000 XRP và 30.400.000 XRP. Sau đó, có thêm 26.800.000 XRP và 29.300.000 XRP nữa đã được chuyển sang sàn giao dịch Bitstamp có trụ sở tại EU. Tổng cộng, con số đó khoảng 107 triệu XRP, trị giá hơn 56 triệu đô la ở thời điểm hiện tại. Cả Bitso và Bitstamp đều hợp tác với Ripple trên hệ thống thanh toán xuyên biên giới dựa trên XRP, từng được gọi là ODL. ODL dựa trên RippleNet và cho phép chuyển bất kỳ số tiền nào đến bất kỳ nơi nào trên thế giới nơi có cầu nối ODL bằng XRP mà không cần bất kỳ tài khoản trả trước nào. Bitso hoạt động như một nền tảng ODL ở châu Mỹ Latin và Bitstamp hoạt động theo cách tương tự ở châu Âu. Tuy nhiên, gần đây, Ripple đã quyết định đổi thương hiệu ODL thành Ripple Payments vì tên này dễ hiểu hơn đối với những người mới, tức là những người chưa từng sử dụng Ripple hoặc crypto nói chung trước đây. Trước đó, một trong những đối tác lớn của Ripple hoạt động tại Malaysia, Changlo, đã chia sẻ rằng năm ngoái họ đã chứng kiến mức tăng trưởng 1.700% trong việc sử dụng ODL với khối lượng giao dịch đạt mốc 970 triệu đô la. Đó là một mức tăng đáng kể so với 59 triệu đô la vào năm 2021. Và thông tin cuối cùng, thị phần giao ngay của Binance giảm trong tháng thứ 7 liên tiếp. Bloomberg đưa tin thị phần giao ngay của Binance đã giảm tháng thứ 7 liên tiếp vào tháng 9 năm 2023. Theo báo cáo, thị phần giao ngay của Binance đã giảm từ 38,5% trong tháng 8 xuống 34,3% trong tháng 9. Vào tháng 1 năm 2023, thị phần giao ngay của Binance chiếm tới 55,2%. Ngoài thị trường giao ngay, Binance cũng đang mất thị phần trên thị trường phái sinh. Theo báo cáo, thị phần phái sinh của Binance đã giảm từ 53,5% trong tháng 8 xuống 51,5% trong tháng 9. Trong tháng 1, tỷ lệ thống trị thị trường phái sinh của sàn này chiếm hơn 62%. Theo nhà phân tích Jacob Joseph của CC Data, những thách thức pháp lý của Binance ở Mỹ không phải là lý do duy nhất khiến sàn giao dịch này mất thị phần. Sự sụt giảm này cũng là do Binance tạm dừng chương trình khuyến mãi giao dịch không tính phí cho các cặp giao dịch chính. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.